bao này của Bình Định 98231. Dù có chiếc 92187 thì dữ dàng anh em. Chiếc này ngộ đi thêm một cái nước sơn xanh lá cây ở giữa nữa, 97884. Quá trời ghê luôn, đọc số niêm đô không à đủ. Quý anh em, mình đang có mặt tại Đà Nẵng. Thì hôm bữa giờ là mình đã có mặt tại Đà Nẵng 2 ngày rồi. Nhưng mà thời tiết ở ngoài Đà Nẵng hiện giờ thì rất là xấu anh em. Mấy ngày trước là mình đến đây là chỉ ăn chơi thôi, chưa có quay được gì hết. Thì ngày hôm nay là ngày thứ ba mình đã có mặt tại Đà Nẵng để quay về ghe tàu cho anh em xem. Sáng nay thì thời tiết có vẻ cũng hơi ủng hộ tí xíu. Thì mấy chiếc ghe mà cái khu vực mà mình đang quay đi cho anh em là ghe giả cào ha, ghe giả cào và một số ghe làm những cái ngành nghề khác. Mà đa phần ghe là 24, 25 mét không à anh em. À, 24, 25, 26, 27 mét. Té lẻ thần hoàng luôn. Ghe quá trời quá đất luôn anh em. Ghe nhiều dễ sợ luôn. À, bây giờ là mình đang bị chóng bởi vì hiện tại là chưa biết là nên quay chi tiết một chiếc ghe nào hết. Cho nên là mình sẽ quay một vòng, mình sẽ đi lòng vòng quay một vòng tổng quát cho anh em xem trước. Rồi sau đó là mình sẽ tìm cách tiếp cận những chiếc ghe để quay và review chi tiết và ghe tàu ở Đà Nẵng nó như thế nào nha anh em. Ôi trời ơi, có một chiếc hai mấy mét mà đang chìm bỏ ngẫm luôn ở đằng kia kìa anh em. Đây mình xoay cái camera lại cho anh em xem. Đấy, 20 mấy mét chìm bỏ ngẫm ở đằng kia luôn. Sát bên kia nơi mình đang đứng đây cũng có một chiếc mình chụp tầm 23 mét nè. Quảng Bình. Đây là mình chụp của Quảng Bình nha anh em. Mẫu ghe cũng khá là đẹp ha. Ghe này đóng rơm rã quá. Ghe này chắc tầm hạ tầm 3m9. Ấy, mấy chiếc giả cào của cái gì chữ gì lạc lạc kia. Đà Nẵng luôn. Giả cào tầm 24m. Quá trời ghê luôn, ở đây có một cái bè nổi bằng phao để đi ra ngồi tàu ghe nè. Ghe sẽ cập lên mấy cái bè này cho nó sâu á, bởi vì ghe to không cho nên họ vào những cái khu cầu cảng nhỏ nhỏ này không có được. Đây mình dây quay thoáng thoáng một tí xíu cho anh em xem. Ở đây có cái cầu của nhà máy nước đá nè anh em. Đấy, nhà máy nước đá họ sẽ đưa nước đá từ ở trong tuốt ở đằng xe kia ra hẳn ở ngoài mấy chiếc tàu luôn. Đấy, ghe nè anh em. Nó dày đặc, nó như bánh canh vậy á. Kể hơn 1000 chiếc. Đậu ngồi đó rồi có ai giữ đâu gì không? Mướn giữ. Mướn giữ một ngày bao nhiêu tiền? Ngày 50. À. Vậy là bữa nay là cũng mới có vào nấp gió là chứ chưa có. Cái đây mình đi đúng đây là mình vô. À đây đúng trang là vô, bữa nay 10 ngày âm là cũng tầm gần mùng 10 rồi ha. Vô thì khoảng tầm bao lâu anh đi lại? 19 đi. À, cũng lâu ha. Giờ họ giữ là họ chỉ ra thăm, họ bơm nước thôi chứ họ cũng đâu qua trực tiếp ở trên ghe suốt đâu hả? Không có, không biết đâu. Không có cái dao vậy, mình ra mình thấy như vậy á. Là giao cho mấy người đò hay là mấy người nào? Mấy người bờ đó. À, mấy người trên bờ. Đây mình quay thoáng qua về những chiếc ghe ở cái khu vực mà mình đang đứng ha. Rồi mình sẽ tìm cách
tiếp cận để quay chi tiết cho anh em xem. Đấy, mình lấy cái máy này để mình quay, nó kéo lại gần những cái con tàu, anh em mới thấy cái sự mô phỏng được cái độ to và bờ thớ của nó. Khu vực mình đang quay đây là toàn là ghi dẻ không anh em ơi. Này là dẻ cào của Quảng Ngãi nè. Nhất này rộng tầm gần 7 mét nha anh em. Ghe không biết bao nhiêu lớp hết. Neo dày đặc bến bãi luôn. Này cũng dẻ cào của Quảng Ngãi luôn anh em. Mấy chiếc này là rộng tầm 6 mét rưỡi đến 7 mét và dài tầm 24-25 mét nha anh em. Này chiếc dẻ này ở Bà Rịa Vũng Tàu nè. Ghe của Bà Rịa Vũng Tàu cũng ra ngoài này luôn. Ngồi trên một ghe dải cào, anh muốn chở mình đi đâu anh chở. Dải cào Quảng Ngãi nè anh em, dài tầm 23-24 mét, chiếc này phải tầm 25 mét. Vô đây chà bằng quân sao rồi, chung vô chung vô đây căng vô đây, cùng vô đây. Tài công trẻ quá. Cặp, cặp cảng, cặp cảng. Mấy chiếc ghe to ra vô cảng cập khó lắm, bởi vì ghe này nó quá ít trời đông luôn. Nghe đâu. Dẻ cào toàn 25-27 mét không à. Trời ơi, chạy lại xét bên mình luôn. Ghe cào Quảng Ngãi.
kèo vô nữa nè. Chiếc này hình như chiếc ghe lui của ảnh nè. Chiếc ghe lui dài tầm 21-22 mấy. Bên này ghe của Thanh Hóa nè anh em xem ở mấy cái trụ cảng nè, họ làm bằng inox hết trơn rồi. Đấy, mấy cái trụ mà đỡ bay tàu nè, làm bằng inox nha anh em. Đấy, ở đằng này cũng vậy nè, inox hết. Nói chung là trụ cảng là bằng inox hết, trụ đỡ cặp tàu inox luôn. Đây mấy cái trụ cảng làm bằng inox hết toàn bộ, nguyên một hàng luôn, trụ là inox hết nha anh em. Thấy cảng họ đầu tư dở sợ cảng không. Ghe cào Quảng Ngãi cặp dẻ dài tầm 27 mét nè anh em. Đó, phía bên kia một chiếc nữa nè. Có cái đoàn ghe màu xanh xanh đầm đầm đây nữa. Dễ dở sờ cặp dễ. Ghe rộng tầm 7 mét mấy nha anh em, dài 25-27 mét. Có chiếc lưới bao đang vào kìa. Lưới bao này của Bình Định 98231. Ghe này chắc tìm luồng vô con cá ha anh em. Đang quay theo dõi tàu cá của mấy anh em Bình Định đang vô núp gió hay con cá gì đây. Mấy chiếc ghe này nó bè gió, nó trâu ra che hết trơn. Đấy, chiếc dẻ dài 25-27 mét nè anh em. Ừ, dở sợ. Có chiếc dẻ này đóng theo model dàn lầu Thái. Đa phần là dàn lầu 2 tầng. Đây
anh em nghiêng một dàn ghe lưới rút của Bình Định. Đấy. Còn 25 26 mét không à anh em ơi. Lưới rút cộng thêm màn chụp. Dù có chiếc 92187 thì giữ dàn anh em. Quá dở sợ, chiếc này nữa cũng ừ nè. 98236. Ghe tầm 24 25 mét ha. Rộng tầm gần 7 mét nha anh em. 93368. Đây mình quay thoáng lên hết cái dãy ghe của lưới rút Bình Định cho anh em xem. Bên này có một số ghe này là che bớt rồi. Đây chiếc Bình Định 97947. Mình chụp dài tầm 24 m. 97966. Mình chụp luôn. Này lưới rút nè, 97556. 97961. Chiếc này ngộ đi thêm một cái nước sơn xanh lá cây ở giữa nữa. 97884. Quá trời ghê luôn. Đọc số niêm đô không à, đủ hết hơi rồi. Chín tám một hai sáu chín bảy chín một tám. Này giống đọc tên học sinh vô lớp quá. Ồ có chiếc này đẹp to nè nè. Bình Định 97066. Ghe này mới ha. Lưới rút. Ai chè, bây giờ anh tìm cách nào để mình tiếp cận cái dàn ghe này. Không có cách nào mà quay hết cái dàn ghe này nổi anh em. Mình sẽ sử dụng flycam để bay quay tổng thể cho anh em xem. Nhà máy nước đá nè anh em. Từ ở trong thông đá ra thẳng ở phía bên ngoài luôn. Hai rơi, nhà máy này hai rơi. Đấy. Thông đá thẳng ra phía bên ngoài.